thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ 20 tháng 6 đến 20 tháng 9 năm 2022. Ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện, lập biên bản xử lý và yêu cầu cắt thùng đối với 5 xe ô tô ben tự ý cơi nới thùng xe. Theo ghi nhận, những xe ben xe đầu kéo này được các chủ xe tự ý cơi nới thùng xe. Hàng khung sắt cao thêm hơn 30cm so với thiết kế ban đầu, không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy phép kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Xử lý cũng như là yêu cầu các cái chủ phương tiện, các cái xe này phải tự giác để tháo dỡ, cắt bỏ cái loại thùng cơi nới trái theo cái quy định của pháp luật. Tập trung chúng tôi tuyên truyền về cái ý nghĩa, cái mục đích và cũng như cái biện pháp mà chúng tôi thực hiện trong cái thời gian này để cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết và nắm được những cái quy định để chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai ra quân trên phạm vi toàn tỉnh và sẽ tập trung vào 4 nhóm hành vi: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Cũng trong đợt ra quân lần này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp công an các địa phương đã đến các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn để tuyên truyền những quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn giao thông do uống rượu bia, vận động chủ nhà hàng, quán ăn ký cam kết, dán logo tuyên truyền, đã uống rượu bia không lái xe.